Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog nha cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang có mặt ở dưới chân cầu Dòng Cống nè cô chú anh chị. Đó, thì cái nơi này nè. Đó, cái nơi này là cái nơi mà bữa hổm mà anh Tấn anh cầm cái tờ giấy mà anh để phe phe trước ngực nha cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay em đến đây là có lý do nha cô chú anh chị ha. Đó, đẹp sửa này là một cái. Thì vì biết rằng á là ngày mai nha. Ngày mai là 100 ngày của chị Hà. Đó, thì em cũng muốn đến đây để mà quay lại cho cô chú anh chị thấy được những gì mà chúng ta đã theo dõi, những gì chúng ta đã bức xúc trong gần 100 ngày qua liên quan tới cái việc mà chị Hà té xà lan nha cô chú anh chị. Thật sự tới giờ phút này gần 100 ngày rồi, nhưng mà cái sự bức xúc của mọi người không hề giảm mà càng ngày càng gọi là nhiều hơn, vì cái thái độ và cái bản chất của cái anh Tuấn này dần dần được bộc lộ và lỗ gõ nha cô chú anh chị. Thì em ở đây nè, ngày mai em sẽ đi đến nhà của chị Hà để mà quay cúng 100 ngày cho cô chú anh chị xem. Và thật sự ra tại sao em đi đến 100 ngày này, thì tại vì thứ nhất là có một số những anh em đã từng lên án cái vụ việc của chị Hà, cũng hẹn gặp cà phê để mà mình tâm sự, mình chia sẻ với nhau, và cũng giống như là mình trao đổi thông tin với nhau liên quan tới cái câu chuyện này, và sẽ có những cái chiều hướng sắp tới để mà giúp đỡ, cũng giống như là lên tiếng để mà bảo vệ gia đình của chị Hà. Cái thứ hai ở đây á là nghe nói á, và chắc chắn luôn phải nghe nói nữa, là đám 100 ngày của chị Hà thì anh Tuấn này cùng với gia đình sẽ đổ ồ ạt về nhà chị Hà, và kèm theo đó là những tay chân của anh Tuấn này sẽ đến nhà chị Hà để mà nghe nói là để mà thứ nhất là gì, mượn danh cúng 100 ngày cho mẹ chị Hà. Cái thứ hai là nghe nói là danh lại cái nhà. Cái thứ ba là yêu cầu mẹ của chị Hà và con là cháu Linh đó phải rút hết những cái lá đơn mà tố cáo anh Tuấn này. Đó, thì khi mà em nghe được cái thông tin đó em bức xúc quá cô chú anh chị. Thật sự ra tới giờ phút này anh Tuấn này anh không biết hối lỗi, anh cũng không biết mình sai phạm cái gì mà bị cộng đồng người ta lên án như vậy, mà lại tiếp tục sai càng thêm sai. Quý vị thấy đó, 100 ngày rồi mà bây giờ dọn dẹn là anh này là ai, là một cái người chồng, một người chồng 100 ngày rồi, mà từ khi mà vợ mình mắc ở đây ha tới giờ rồi không hề đi ra mồ mả vợ mình để mà thăm, để mà xem thử coi người ta xây dựng xong chưa hay là như thế nào. Cái thứ hai ở đây á, đối với con cái á, thì cũng lạnh nhạt, và tiền bạc cũng không đưa luôn, dành hết luôn cô chú anh chị. Ngày xưa là viết giấy chia ba chia bốn, còn bây giờ là dành hết một mình luôn. Quý vị thấy không, vừa ôm được tiền là cạo đầu mừng quá mà. Đó, xong rồi bây giờ đi sơn xà lan lại bóng ngớt đẹp bóng mới luôn. Quý vị thấy không, có thời gian đi sơn xà lan, có thời gian mà đi cạo đầu, rồi có thời gian đi ăn nhậu say xỉn nằm trên cabin ha, khỏe quá mà. Bây giờ là ta là người đã có tài sản đây nè, tài sản chục tỷ nè. Đó, mà quý vị nhớ đi, trước đây gần 100 ngày, 100 ngày thì anh ta xin vợ mình 1 triệu, còn anh ta không có 1 triệu mà còn phải xin vợ mình nữa, mà giờ ngày nào hôm nay anh đi được cái gì, được như vậy thì nhờ ai? Mà quý vị thấy không, bản chất được bộc lộ ra rồi. Từ khi mà xảy ra câu chuyện vợ vậy không, được cái thách thứ năm là lại cúng chưa được 5 phút xong rồi là tới giờ luôn, chuồng để tới giờ luôn, không lại nhà để thăm hỏi con cái, không lại nhà để mà xin lỗi với mẹ của chị Hà. Mà giờ ung dung ha, nghe nói ngày mai 100 ngày đâu kéo chừng mấy chục người xuống dưới để mà quay phim chụp hình để mà chèn ép gì nhà của chị Hà đó. Ồ, còn ghê lắm cô chú anh chị, báo mấy bé cát xanh nữa, nói trời ơi tụi bên kia mà nó lại quay á là phải tống cổ đi hết nha, không cho nha, căng căng nha. Thì không biết là ngày mai em có quay được hay không, nhưng mà em sẽ cố gắng quay cho cô chú anh chị xem. Em thật sự em đã nói từ rất là lâu quan điểm em rồi, đi tìm cái sự thật và muốn là cái câu chuyện của chị Hà được sáng tỏ, dù cho ai có điện hù dọa. Thì hôm trước cô chú anh chị đi thì có nói chung là có cái người đi theo ta chị không biết là có phải là bên phe bên kia hay không ha, cũng lại nói mày nói cái gì vậy, mày biết cái gì đâu mà nói, mày im đi nha, nếu không á là mày có đi mà không có về này kia nha. Trời ơi ghê lắm cô chú anh chị, em sợ mà bây giờ em đi đâu em phải chùm kính mặt lại hết trơn, nó sợ quá chứ giờ sao giờ. Giờ người ta có tiền tỷ mà vậy, thấy không, hung hãn không cô chú anh chị. Nói rồi mà, trong ông Tuấn này ông nói nè, ông nói rằng á, nếu
mà ông có cái, nếu mà ông không sai phạm ông sẽ xử lý mẹ chị Hà, mà cũng giống như là ai đuổi ai ra khỏi nhà đó chưa biết đó, thì có thể là ngày mai á là nhân ngày 100 ngày của chị Hà. Thật sự ra ông này chẳng có thương tình gì chị Hà đâu, nên cái việc mà cúng kiến thì chỉ là mượn danh để đó mà cúng 100 ngày thôi. Thật sự mình muốn cúng thì nhà mình cúng cũng được chị, đúng không? Mình lên chùa mình cúng cũng được chị đó, mà lại đây ha để mà làm gì? Tại sao? Tại vì mấy ngày nay á em đã chia sẻ rất là nhiều và mấy anh em đã chia sẻ rất là nhiều rồi, là những lá đơn mà mẹ của chị Hà kèo theo là có một cái người người ta giúp đỡ, nhưng mà người ta giấu tên, người ta cũng làm ăn của chú anh chị, người ta cũng chỉ muốn là giúp đỡ ở ngoài sau lưng mẹ chị Hà thôi, chứ người ta cũng không muốn lộ mặt hay người ta cũng không muốn tên tuổi gì trơn á, tại thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, mẹ chị Hà với con chị Hà bị ức hiếp quá nên người ta chịu không được, người ta giúp đỡ đó, người ta có cho luật sư để soạn thảo những cái đơn đó. Và bởi vì anh hai của chị Hà đó nhờ sự hỗ trợ đó đã đi ra ngoài tới Hà Nội để mà gửi đơn cầu cứu lên các bác đó. Và những lá đơn đó thì đúng trình tự và đúng thủ tục hết thì người ta sẽ nhận đơn thôi, nhận đơn người ta xem xét xong người ta sẽ điều tra. Bởi vì quý vị thấy không đó, là vì năm nè, 10 nè, dưỡng 10 nè đó, bị mời lần lượt lên hết rồi đó. Đó nghe nói là sắp tới là sẽ có anh Khánh gì sẽ bị lên nữa đó, đó thì không biết là khi nào, nhưng mà bữa giờ là lên 2-3 lần rồi, uống nước trà 2-3 lần rồi, uống từ sáng đến tối đó. Mà vì năm đó, vì năm đi du lịch đó nha cô chú anh chị. Mặt về xanh xao không còn miếng máu nào nữa mà đi du lịch, em biết đi đường nào đó cô chú anh chị. Thì bây giờ bữa giờ là sợ quéo rồi, bây giờ hôm nay là xuống đây không để đánh phụ đầu, để dằn mặt đó, để mà yêu cầu là phải rút đơn. Tại vì cứ kiện tụng như hoài thì bây giờ xà lan nó cứ bị kiểm tra hoài đó. Rồi những người này bị mời lên hoài thì chắc hẳn rằng là từ từ thì người ta cũng sẽ điều tra ra hết. Và tội chắc chắn lúc đó không có chạy trọt đâu được hết trơn á, nó không có nhờ giả ai, không có kêu bác sĩ cầu cứu mà chữa bệnh được trơn á, mà lúc đó là chỉ có đền tội thôi. Bởi vì á, em cũng muốn xuống hôm nay nè đó, mình xuống trước một ngày để mà mình ở đây mình coi theo dõi tình hình xem coi có động tĩnh gì hay không. Em nghe nói là bữa giờ cũng có nhiều thanh niên lạ mặt không biết từ đâu đến mà lại lẩn quẩn nhà chị Hà đó, thì không biết là như thế nào, nghe mấy anh em nói vậy thôi. Thì mình cũng cố gắng mình ở đây để mình quay cho cô chú anh chị xem ha. Đầu tiên là đây quay trước ha, bữa trước anh Tấn anh cầm cái anh ngồi đây nè, anh ngồi ngoài sau lưng em nè cô chú anh chị, là ngồi đây cầm tờ giấy nè, tưởng đâu là ta có tờ giấy rồi thì ta sẽ là người thoát tội này kia, rồi ta sẽ minh bạch, ta sẽ trong sạch rồi. Em nói cho anh nghe nè anh Tấn, dù cho anh không có tội với pháp luật đi, em nói nha, dù cho anh không có tội với pháp luật đi nhưng mà anh vẫn có tội với chị Hà. Và này là cái mà gọi là mọi người lên án nhiều nhất đó. Tại sao? Tại vì anh đang đi là tài sản của ai? Của phải của vợ anh dành cắt ca cắt cụm không, mà tiền bạc anh đã lấy ăn chơi hết rồi, mà từ bữa giờ anh mất giờ anh đã làm gì được vợ cho vợ anh? Thậm chí bây giờ con anh còn đối xử không ra gì nữa à, lúc anh cần giống như bây giờ anh cần anh kêu nó về sao nó về, anh cần nó là thương nó mua này nó kia sao nó cặn, đúng không? Thường mọi người thừa sức biết luôn tại sao giờ này anh cần con anh, tại vì á giờ giấy tờ á là sẽ chuyển sang tài sản con anh, nên bây giờ anh sợ con anh đủ 18 tuổi rồi à, bé Linh chuẩn bị đủ, bé Linh 18 tuổi rồi thì nó có quyền thừa hưởng những tài sản của mẹ nó để lại, và lúc đó anh không có một đồng một cắt nữa à, bởi vì bây giờ anh đang tìm tất cả mọi cách của chú anh chị. Mà ghê lắm, thâm cung bí sự của dì Năm ghê lắm. Em nghe nói là trước đó cũng một hai vụ rồi, dì Năm cũng đi tìm bác sĩ chữa đúng thuốc nên dì Năm cũng đợt đó qua khỏi. Không biết đợt này sao nha, người ta nhất quá tam thôi, không bao giờ mà được hoài đâu. Nó và sẽ từ từ sẽ chịu tội trước pháp luật thôi, đừng có dùng y thế. Bởi vì ha, mấy anh em có hẹn là sẽ xuống dưới nhà chị Hà. Từ đây chạy xuống nhà chị Hà chắc cả chừng 45 phút của chú anh chị đó, chạy 45 phút qua cái phà nữa đó, qua anh đó thì sẽ đến đó để mà quay trực tiếp luôn cho đối mặt đối chức luôn đó. Nếu anh là một con người trong sạch, anh không có gì sợ gì trơn thì ba mặt một lời, đúng không? Nói trước mặt mẹ chị Hà coi anh nói cái gì à, và những giấy tờ mà anh đã từng ký là gì, đúng không? Anh nói rằng đó, anh thương vợ anh lắm, anh làm gì có việc đó, vậy trong cái tờ giấy đó anh ghi là cái gì anh Tấn? Và anh ghi là anh thường xuyên đánh đập vợ, thường xuyên cờ bạc, thường xuyên rượu chè, thường xuyên bồ bịch không, đúng không? Trời ơi, vợ mình mắc mà không lo cho vợ mình mà quý vị đâu, vì Hà mắc là bên đó, bên cái phao xanh xanh bên đó đâu cô chú anh chị. Mà anh không cho ai tìm kiếm khu vực đó hết, anh không cho ai tìm kiếm khu vực đó hết à, mà anh treo giải thưởng là ai mà nhìn thấy chị Hà là cho 10 triệu mà tìm thấy là 20 triệu đó, mà người ta tìm thấy người ta nhìn thấy đó cũng không có cho 1.000 nào hết. Tại sao anh lúc đó là anh chỉ treo giải thưởng chơi thôi, tại vì anh biết rằng á bây giờ tao không cho tụi mày tìm đây đó, làm gì mày tìm thấy được Hà, giờ cho 100 triệu đi chăng nữa thì cũng không tìm thấy. Nhưng mà ông trời ông có mắt lắm, với người chết người ta linh thiêng lắm đó, người ta xui khiến sao mà
làm việc giật xong 12 ngày mới tìm thấy. Vì cứ thử nghĩ đi, bây giờ cho anh không ra tay với chị Hà thì em hỏi anh như thế này nè, vậy ngày hôm đó anh đã nói chuyện gì với chị Hà mà khiến chị Hà phải nóng nảy bức xúc như vậy? Em nói thật sự chắc là cũng phải là kinh khủng lắm. Anh đã làm cái điều gì hoặc là bị chị Hà phát hiện? Thì có một cái chú nói rằng là lúc đó là chị Hà đi đâu về rồi phát hiện ra anh đang cạy két sắt, lúc đó là hai giờ chị Hà bay vô giành lại rồi cũng nảy sinh ra mâu thuẫn thì có thể là anh có thể mà ra tay luôn, còn không thôi anh đã làm cái gì cho chị Hà mới bức xúc lắm? Quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ chị Hà tiền thì cũng không thiếu, đúng không, nhà cửa thì cũng có rồi, xà lan cũng là cái một cái gọi là tài sản biết bao nhiêu người mong muốn rồi, đúng không? Đó mà tình cảm cũng không có nữa. Tình cảm là sao? Tình cảm thì bây giờ là chị Hà đã gửi đơn ra đòi ly dị rồi, đúng không? Nếu mà còn tình cảm thì chị Hà đâu gửi đơn. Hà đã gửi đơn rồi, nhưng mà anh này do cái phần mà chia anh này không chịu, chị Hà rồi chia 4 anh này gọi là chia 2, chị Hà không chịu đó. Thì còn về tình cảm nữa, đúng không? Nói chung là giọt nước tràn ly rồi, chị Hà cũng muốn bỏ rồi đó. Rồi con cái thì chị Hà cũng là con ăn học tới nơi tới chốn rồi, bé còn nhọc đi học rồi, không có gì mà buồn hết trơn. Mà quý vị thấy đi, anh này bỏ chị Hà đi mấy tháng trời mà chị Hà vẫn lái xà lan chạy phè phè như vậy. Thì quý vị biết đi, một cái người phụ nữ mà lái một chiếc xà lan mà đi chở hàng như vậy nguy hiểm cỡ nào, mà chị Hà vẫn làm được, đúng không? Rồi anh này người ta đem giao hàng, người ta đem cái giấy tờ xà lan lên, anh này giật anh đi cầm, thì quý vị nghĩ đi, không còn chút, nói chung là cạn tàu gáo nước đó. Nhưng mà chị Hà nói thôi vì con mình sắp thi rồi, thôi qua thi đi rồi hả, nói chuyện với anh này rồi, rồi dù anh này không đồng ý thì cũng quyết tâm ly dị nữa. Đó, sẵn cho anh một cái cơ hội nữa đó, mà cũng không tin tưởng nữa. Tại sao? Tại vì cái sự việc đó không phải xảy ra một lần, đã có nhiều người ta thấy rằng lần có lần gần nhất là anh nói chung tác động vật lý chị Hà té xuống xà lan luôn mà đó, mà hơn lần đó là có người nhìn thấy, còn lỡ lần này thì sao, đúng không? Lỡ lần này thì sao? Bởi vì đi chị Hà mới viết cái tờ cam kết như vậy. Thì quý vị nghĩ đi, vợ chồng nếu mà yêu thương nhau á thì làm gì có đi mà phải viết cái tờ cam kết như vậy? Có phải là chị Hà đang lo sợ một cái điều gì không? Nhưng mà dù lo sợ nhưng mà chị Hà vẫn không tin là anh này có thể mà ra tay với chị Hà, nên chị Hà vẫn bình tĩnh vẫn đi. Và bây giờ là cái kết quả như vậy đó, một cái chết đầy bí ẩn, không? Nằm dưới dòng sông 12 ngày. Quý vị nghĩ coi đi, đây là cái sông Vàm Cống này, nước nó chảy xiết cỡ nào. Bỏ hổm bé Linh đằng kia thôi mà nó cho dạt đây là 8 cây số của chú anh chị, mà mới có 3 ngày thôi đó, mà chị Hà 12 ngày mà không cho đi đâu, nằm ở dưới mà chỉ làm tóc mắt thôi, còn như thịt thà vậy nguyên vẹn hết trơn. Thì quý vị nghĩ xem thử, nó có điều nó hơi vô lý với lẽ thường hay không đó. Mà tại sao anh Tuấn này anh không cho người ta tìm gần đó? Em nói thật sự ra tất cả những cái trường hợp luôn, em đi quay từ xưa tới giờ là khi mà xảy ra chuyện, đúng không, là người ta phải tìm cái nơi mà xảy ra chuyện trước, xong người ta mới dò theo. Còn này anh không cho tìm, mà anh cũng không ngờ là mấy người này bất chấp quá, mình không cho tìm họ cũng tìm đại luôn, mà cuối cùng ra lên. Mà vậy không, nổi thì có sao đâu, có ai mà thiên dở mình là được tìm thấy mà nổi có sao đâu. Thì quý vị nghĩ xem con người đó như thế nào nè. Rồi cái thứ hai nữa, rồi mày neo hay quá. Ủa trong cái thời điểm đó mà mày neo hay quá là sao? Giải thích giùm đi, anh có nói câu đó hay không? Nếu không có nói gì, cái lời nói trong đó là của ai? Anh phải chứng minh đi, đúng không? Nó còn gì năm lên bên trời này, nó khờ lắm này kia. Hà nó để tờ giấy ủy quyền như kia, trời anh mà khờ dữ lắm, tiền bạc thử đưa thôi bao nhiêu cũng hết mà nó khờ. Vì năm sợ anh khờ, mà có 100 triệu thôi, vì năm không cho mượn nữa, nói chi mà khờ. Trời ơi, nó thật sự ra nói là binh thôi, binh về quyền lợi thôi, quý không? Xong rồi không, vì 10 giờ bay lên xà lan hay không, cô chú anh chị? Đó, thì cô chú anh chị cũng đã thấy rồi. Bởi vì ngày mai mà nói, ừ kéo xuống đây em cho kéo bao nhiêu rồi, trời còn luật pháp hết trơn à. Đừng có thấy người ta già ăn hiếp rồi hù dọa người kiện người này kiện người kia để mà sao, để mà mình thế mạnh đi, mà mình muốn nuốt mẹ chị Hà với nuốt con chị Hà đâu có được, đúng không? Xã hội là còn pháp luật mà đó, bởi vì người ta sẽ lên tiếng hết trơn à. Và ngày mai như thế nào á thì em sẽ đi và chia sẻ đến cho cô chú anh chị để chúng ta nắm được tình hình nha. Để cô chú anh chị thấy video này hay thì hãy nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Em xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.